trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Nhảy lên. Đế quốc Đại Nhật Bản ta cũng là nước sùng Phật. Bản thân ta từ nhỏ cũng từng ở Phật đường đọc qua kinh, cho nên cũng không muốn làm có người xuất gia các ngươi. Nhưng không may là hiện nay quân Trung Quốc lẫn vào chùa các người rất nhiều. Chỉ cần giao bọn chúng ra, tất cả chúng ta đều yên ổn vô sự. Nếu không, A-di-đà-phật, những người xuất gia này đều là giúp lão nạp tu sửa tổ đình. Xin trưởng hoàng mình xét. Ngươi là làm cái gì? Lão nạp Hư Dân tạm thời đại diện chủ trì chùa này. Ông chính là Hư Dân 105 tuổi à? Chính là lão nạp. Tôi rất tôn kính ông, nhưng người xuất gia không nói dối. Mau nói đi. Hai ngày trước chúng tôi có 3 quân dừng và 1 xe quân chuyển lương bị mất tích, mà chính là phát hiện dấu xe trên đường lớn trước chùa các người. Lão hòa thượng à, ông giải thích sau đây. Đường lộ trước dân môn tự là con đường chính đi đến Thiều Quan, có dấu xe không gì là lạ. Kiểm tra. Các ngươi qua đây kiểm tra xe ô đốc liều. Ngươi bước ra. Đi. Ở đây. Nhanh lên. Ngươi nữa. Các ngươi là quân nhân. Chúng tôi không phải quân nhân. Khoan đã. Không phải quân nhân, tại sao không có xe đốt liều chứ? Chúng tôi còn là sa di chưa thọ đại giới. Là chú tiểu chắc cũng biết đọc kinh chứ? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đọc tâm kinh là bài học cơ bản nhất của cửa Phật. Đọc đi. Quán tự tại Bồ Tát hành tham Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Người ra đây. Nhanh. Người sợ hãi à? Không còn. Tại sao mồ hôi đầy đầu vậy? Tôi vừa mới bị một trận bệnh nặng. Lúc các người triệu tập, tôi còn nằm trên giường. Ngươi từng giết người à? Đó là lúc trước tôi có làm qua thổ phỉ. Bây giờ đã buông bỏ giao giết, thành tâm theo Phật lâu rồi. Xuất gia mấy năm rồi? 8 năm. 8 năm. Ta thấy vết chấm trên đầu ngươi cũng có vài năm rồi. Nếu đã xuất gia 8 năm, chắc biết ngồi tham thiền chứ? Biết. Nhưng lục tổ nói, lúc sống ngồi không nằm, chết đi nằm không ngồi. Một thương xương cốt, từ đâu đến... Ừ. Biết đọc kinh Lăng Nghiêm không? Biết. Đọc đi. Bọn họ là điều hòa thượng thật rồi. Thu đội. Thu đội. Lão sư phụ, không xong rồi. Không xong rồi. Sao vậy? Bọn quỷ muốn tàn sát thôn đó. Tàn sát thôn? Dạ phải. Thôn Thượng Lưu 200-300 nhân khẩu đều bị đuổi đến hương trường rồi.
bọn chúng còn cầm mấy khẩu súng nữa. Tại sao? Hôm nay tôi vừa đóng cửa về đến, sắp sửa về đến chùa, phát hiện có xe quân của Nhật Bản xông vào trong thôn rồi. Bọn chúng lục soát từng nhà từng hộ, vừa bắt người vừa cướp lương. Tôi cảm thấy rất lạ. Trong thôn vốn rất nghèo, bình thường mọi người đều nhờ củ mì rau cải sống qua ngày, làm sao có lương trữ chứ. Sau đó tôi nghe nói hôm qua có người ở khe núi phát hiện một xe lương bị lật. Mọi người chưa hỏi rõ trắng đen đã ùa đến giật về. Sau đó mới biết xe lương này vốn là của người Nhật Bản. Chúng đã tìm kiếm mấy ngày nay rồi. Hoàng Tê à, con muốn làm gì? Chuyện này do con gây ra, con không thể liên lụy đến dân làng. Con lỗ mãng như vậy mới thực sự hại chết họ đó. Sư phụ, con không thể đứng nhìn dân làng vì con mà đi nộp mạng. Con mau bỏ thứ đó xuống cho ta. Sư phụ, sư phụ! Hoàng Tê! Minh Không à! Sư phụ! Con dẫn theo hai người, lập tức đưa nó đến chỗ của Lý Tương Quân. Dạ. Minh Không! Dạ! Đưa áo cho ta. Dạ! Sư phụ, người muốn làm gì? Ta ra ngoài xem sao. Sư phụ à, không đi được. Sư phụ à, tuyệt đối không được đi. Ta đã 105 tuổi rồi, còn có chỗ nào không đi được nữa. Hơn nữa, ta đi lần này là để thương lượng xin cho mấy trăm mạng sống, lại không phải đi liều mạng với họ. Thành hay không thành, còn phải nhờ Bồ Tát phù hộ. Đưa tràng hạt cho ta. Đi nhanh lên. Đi. Trung Nhật thân thiện, Dương Đạo yên vui. Các ngươi dám cướp quân lương của Hoàng quân, lương tâm các ngươi vô cùng bái hoại. Bây giờ ta cho các ngươi thời gian một phút, giao kẻ cầm đầu ra đây. Nếu không, giết từng người một. A Di Đà Phật. Ngươi là người nào? Ông ta chính là hòa thượng Hương Dân, ở Trung Quốc và Nhật Bản được uy danh rất cao. Lão hòa thượng, về chùa của ông mà đọc kinh đi. Ở đây không có chuyện của ông. Tranh chấp hồng trần, lão nạp vốn không nên xen vào, nhưng các người lại muốn lạm sát vô tội. Người xuất gia không thể không hỏi. Bọn họ tất cả đều là thổ phỉ. Không, họ đều là ba tánh lương thiện. Nếu là ba tánh lương thiện, tại sao còn giết binh sĩ của ta, cướp quân lương của ta? Ông nhìn xem, trong tay họ không tất sắc, người thì đều ốm như que củi, bắp tay không chút sức lực, làm sao họ có thể giết được binh sĩ chứ? Bọn họ từng nhà từng hộ đều có quân lương của Hoàng quân. Chuyện này giải thích sao đây? Các người nói đi, số lương thực này là từ đâu đến vậy? Ông trời làm chứng, thằng Nhị Mặt Rỗ hôm qua đến khe núi đông củi, phát hiện có một xe quân lương bị lật trong khe núi, lương gạo đổ đầy khắp nơi, mọi người mới kêu gọi đến nhặt về đó. Đúng vậy. Ông đã nghe thấy chưa? Vì không có lương thực, mọi người đều đói đến phát điên, cho nên mới không màng lương thực này là của ai hoặc từ đâu đến. Người Trung Quốc các ngươi rất xảo quyệt. Trong đám người này chắc có Bát Lộ, chắc có đội du kích. Lão hòa thượng, nể mặt ông, ta cùng đại phát từ bi, chỉ giết một tên cầm đầu để trừng phạt cho sự phá hoại Đại Đông Á cùng vinh quang của ta. Nếu như ông nhất định phải giết một người, vậy thì trưởng quan, ông
hãy giết lão hòa thượng ta đi. Không được giết. Sư phụ, đường có lối không chịu đi, địa ngục không cửa lại chui vào. Lão hòa thượng, ông thật muốn tỏ anh hùng, và ta tán thành cho ông vì vinh dự của thiên hoàng bệ hạ và hoàng quân. Ta sẽ đưa ông xuống địa ngục. Chuẩn bị. Bây giờ ta đếm tới ba, còn không giao tên cầm đầu ra thì đừng trách ta đại khai sát giới. Một. Ăn ngươi. Đừng mà, sư phụ. Hai. Đừng mà, đừng giết, đừng giết. Đừng ba. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Một. Ăn ngươi. Đừng mà, sư phụ. Hai. Đừng mà, đừng giết, đừng giết. Đừng mà. Ăn ngươi kìa. Ăn ngươi kìa. Ai vừa nổ súng? Ăn ngươi kìa. Ai vừa nổ súng? Ăn ngươi. Ăn ngươi. Ăn ngươi. Ăn ngươi. Ăn ngươi. Ăn ngươi. Ngươi làm việc ở đâu? Ta là Ân Ngưu, ta làm cho đội du kích, giết quỷ Nhật Bản, dẫn đầu cướp quân lương, đều do ta làm. Hơi Dân trưởng lão là ông già tôi, biết làm người. Là ông đã cho tôi cơ hội làm người. Tôi luôn mong được ông thuyết pháp thọ giới cho tôi. Giờ phải đợi tới kiếp sau rồi. Các vị hương thân, A Ngu tôi từ nhỏ đến lớn nhờ ăn cơm bách gia, ân dưỡng dục không thể báo đáp. Các người đều là cha mẹ, anh chị em của tôi. Cô Mùi, cô Mùi, cô Mùi mau gọi cha đi. Mà gọi cha đi, mà gọi cha đi. Ba. Cha. Các người đã nghe thấy chưa? Khổ Muội là con của tôi. Ông gọi tôi là ba. Tôi nghe. Muội nhất định phải chăm sóc nó cho tốt. Ân Ngưu. Người tốt lắm. Đi. A Di Đà Phật. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Thiên hoàng Nhật Bản tuyên bố chiếu thư chấm dứt chiến tranh, đầu hàng với điều kiện nước đồng minh. Quân dân Trung Quốc trải qua 8 năm máu lửa chiến đấu, cuối cùng giành được thắng lợi tuyệt để trong chiến tranh chống Nhật. Giết người đàn bà! Giết người đàn bà! Đại ma đầu! Trưởng lão, ông giết cũng người đến. Mà. Ờ, đây là... Các hương thân lòng đầy căm phẫn, đến tìm con quỷ báo thù cho An Ngưu. Hư Dân Pháp Sư. An Ngưu chết thật oan ức. Mau đứng dậy đi. Ta biết rồi. Vậy sao không để chúng tôi đi tìm Đặng Điền, đòi mạng cho An Ngưu chứ? Mạng của An Ngưu đòi lại được sao? Trưởng lão, cả thôn chúng tôi đều kính trọng ông. Chuyện lúc trước An Ngưu nhịn nhục bị đuổi ra khỏi thôn, bây giờ chúng tôi đều đã biết chân tướng. An Ngưu là vì cả thôn này mà chết, không giết Đặng Điền báo thù cho An Ngưu, mọi người chúng tôi không thể yên lòng được. Đúng vậy. Giết hại An Ngưu tuy là một phát súng của binh Nhật, nhưng mạng của An Ngưu đâu chỉ có một phát súng đó. Vậy chúng tôi cứ vậy không tính sổ chúng sao? Giết hại An Ngưu tuy là binh Nhật Bản, nhưng binh Nhật Bản ở Trung Quốc giết hại đâu chỉ có một An Ngưu.
Chỉ Nam Kinh thủ thành đã giết hại 30 vạn đồng bào tay không tức sắc của ta rồi. Nếu muốn đòi trả nợ báo, họ có thể trả được hết không? Lúc đầu các người đuổi A Ngưu ra khỏi thôn đều cho rằng mình hành động chính nghĩa. Bây giờ các người đã biết sai rồi. Đúng vậy, biết rồi. Các người nhìn xem, những binh Nhật Bản này vẫn còn là những đứa trẻ 17-18 tuổi. Họ cũng là người bị hại trong trận chiến tranh này. Sách lược tiên phong thật sự mà Nhật xâm lược Trung Quốc chẳng qua là những kẻ cuồng chiến, có quyền có thế. Quân Nhật xâm lược Trung Quốc tự tạo ác nhân, tự nhiên sẽ chịu ác báo. Nhưng hôm nay họ đã bỏ vũ khí xuống, chính là buông bỏ dao giết người. Cho dù các người có giết Đằng Điền, thậm chí tất cả những quan binh Nhật Bản này, A Ngưu có thể chết đi sống lại sao? Những tội phạm chiến tranh này nên giao cho đương cục có chức năng xử lý. Chúng ta không thể lấy ân oán cá nhân xử lý chuyện này. Đứng dậy đi, các người đều đứng dậy đi. Cha mẹ vợ con và người thân ở nhà các người đang mong đợi các người sớm ngày quay về nhà. Đi đi, đi đi. Các vị thí chủ, để cho họ đi. Các vị hương thần, để họ đi đi. Sư phụ, sao thầy không ngồi xe ô tô đường dài vậy? Ta thấy người đông chen chúc đã theo đường tắt Thiệu Quang trở về rồi. Vừa luyện tập sức khỏe, vừa tiết kiệm tiền, một phát hai tên. Con nói đúng, quá tốt rồi. Mọi người luôn lo cho thầy không về được nữa. Sao ta nỡ bỏ lại các con chứ? Ngày 30 tháng 5 năm 1953, Trung Quốc có lịch sử đến nay. Tổ chức Phật giáo mang tính toàn quốc đầu tiên, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thành lập. Hư Dân trưởng lão được bầu làm hội trưởng danh dự. Sư phụ, Bắc Kinh điện báo đến, cư sĩ Triệu Pháp Sơ mời thầy về Bắc Kinh sống, chỉ đạo công việc của Hiệp hội Phật giáo. Ta hả? Tự đặt cho mình ba quy tắc. Một là không sống ở thành phố. Hai là không sống ở chùa nhỏ. Ba là chỉ tu sửa đạo tràng tổ sư. Như thành phố Bắc Kinh, ta làm sao sống quen được. Hơn nữa, Hiệp hội Phật giáo có Pháp sư Diên Anh và cư sĩ Triệu Phát Sơ chủ trì. Không có ta, họ làm càng tốt hơn. Hơn nữa, ta đã già rồi. Dạ nói cũng phải, sư phụ. Thầy ngồi xuống nghỉ chút đi, thầy uống trà. Ta cũng không thể ở mãi Lộ Sơn này mà phơi nắng tư qua. Nói là dưỡng lão nhưng có khác gì đợi chết. Ta còn muốn làm một việc. Đợi làm xong việc này, ta cũng nên đi thôi. Sư phụ. Các người từ đâu đến đây? Sao lại bái ta? Chúng con là từ núi dân cư đến. Nghe đại danh lão hòa thượng đã lâu, chưa có duyên gặp gỡ. Thầy từ bi quảng đại, cả đời xây hơn 80 ngôi chùa. Đó đều là những chuyện đã qua rồi. Các người tìm ta có chuyện gì? Nhờ thầy chủ trì và khôi phục Chân Như Tự ở núi dân cư. Chân Như Tự?
đó là tổ đình của Tào Động Tông, chùa cổ ngàn năm mà. Khi người Nhật Bản xâm phạm Giang Tây, thấy thế núi dân cư hiểm trở, dễ ấn nấp đội du kích, cho nên đã phóng hỏa đốt sạch Chân Như Tự. Đến nay Chân Như Tự chỉ còn là một đống phế dụng. Có phải tôi đã nói gì sai làm lão hòa thượng tức giận rồi không? Đúng đó, lão hòa thượng này đã 114 tuổi rồi, thầy nói như vậy không phải làm lão ấy buồn sao? Ơi, điều tại tôi cả. Trưởng lão à, người định đi đâu vậy? Không phải các người muốn ta đi sửa Chân Như Tự sao? Nói đi là đi sao? Còn đợi cái gì nữa? Không phải nói đi là đi à? À, được được được, vậy để con đem hành lý giúp thầy. Ơi, người xuất gia làm gì có nhiều đồ đạc như vậy? Đi thôi, còn không đi có người ngăn cản không đi được nữa đâu. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Di chỉ Chân Như Tự, Giang Tây, núi dân cư, đây cũng đều là duyên phận. Khôi phục Chân Như Tự, lão nạp cũng là nghĩa bất dung từ. Chúng ta trú lại ở đây đi. À, sư phụ à, ở đây một miếng gạch cũng không có, làm sao ở đây được chứ? Trong núi có tre dại, dưới đất có cỏ tranh, chúng ta còn lo gì không có chỗ ở chứ? Chúng ta hãy ở chỗ này dựng một nhà tranh đi. Được, sư phụ, ngài nghỉ chút đi, những việc này cứ giao cho chúng con. Vậy sao được? Con làm việc của con, ta làm việc của ta. Chúng ta ai trọng nhân của người ấy, ai tu phúc người ấy. Làm thôi, bây giờ chúng ta có thể khởi công rồi, đi thôi. Ê, ở đâu ra hòa thượng ở đây chặt tre chặt cây vậy? Sao không chào hỏi lão thụ thần ta một tiếng hả? Khu rừng ở sau núi này không phải thuộc tài sản của Chân Như Tự sao? Ta mặc kệ đất này thuộc về ai, những gốc cây gốc tre này là tôi trồng, muốn chặt cũng phải hỏi một tiếng, như vậy mới nên chứ. Tôi biết ông dùng vào mục đích gì, tôi cũng dễ giới thiệu để ông chặt cây nào thích hợp nhất. Thì ra là vậy. Ông biết hết mỗi gốc cây, mỗi gốc tre ở sau núi này đó hả? Từng gốc cây, gốc tre trên núi này đều là tôi trồng, đương nhiên tôi biết. Ê trời ơi, cụ già. Ê, đừng gọi tôi là cụ già. Tôi thấy tuổi của ông cũng sắp xỉ tôi. Người trên núi dưới núi này đều gọi tôi là lão thụ thần đó. Ông đã ở núi dân cư này trồng cây trồng bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm tôi không biết. Tôi không biết đêm sâu, lúc tôi mới bắt đầu trồng cây trồng tre, đào hang hai thúc ở nửa sườn núi kia còn chưa ra đời. Bây giờ ông ấy đã 75 tuổi rồi, có ma mới tin đó. Lão muốn xây lại ngôi chùa này thật không dễ dàng đó. Tôi nói lão hòa thượng, lão lớn tuổi vậy rồi còn phải phí sức lực, lão không có nhà ở ha. Vậy còn ông leo đồi vượt núi trồng cây để làm gì? Ông thiếu cây làm nhà hả? Lời này thật có ý nghĩa. Nhưng mà tôi thấy lão có thể xây được chùa giống như tôi trồng cây vậy đó. Cây trải đầy khắp núi này, đêm cũng không đêm hết được, nhưng không có ai tin là do một mình tôi trồng. Người xưa thường nói không có gì làm không được, chỉ có không nghĩ tới thôi. Chỉ là bây giờ đã già rồi, nghĩ và làm đều trở nên khó khăn. Đã làm hòa thượng một đời, lão cảm thấy làm hòa thượng tự tại không? Không được tự tại vì lão thụ thần ông trồng cây, tu hành vốn là vô dục vô cầu,
Nhưng cả đời này của tôi luôn có nhu cầu. Vừa xuất gia cầu đạo ở Động Đa, sau đó vì cầu công đức cho mẹ bái Ngũ Đài Sơn, sau đó lại vì cầu ý Phật chạy đông chạy tây bôn ba vạn dặm, sau đó nữa lại xuất đầu khắp nơi xây dựng chùa chiền, bận rộn không ngừng, đâu có được tự tại như lão thụ thần ông, không biết sớm tối năm tháng. Sống sao cũng một đời, tôi thì không biết năm tháng. Ngay bản thân mình bao nhiêu tuổi rồi cũng không biết nữa. Tóm lại mặt trăng tròn là 15, không nhìn thấy mặt trăng nữa là 30, có nảy mầm là mùa xuân, tuyết rơi rồi là đến mùa đông. Lo nhiều chuyện phim để làm cái gì? Con người à, chính là nghĩ đông nghĩ tây làm cho lộn xộn, cái tâm này liền dứt không được, cho nên mới bị phiền não thị phi không dứt. Lão nạp ăn cơm Phật, làm việc bốn phận, cũng là vì muốn cầu được an tâm. Năm nay tôi đã 115 tuổi rồi, đã trải qua Đạo Quang, Hàm Phong, Đồng Trị, Hoàng Tử, Truyền Thống, năm triều hoàng đế. Viên Thế Khải xưng đế, Trương Quân trỗi dậy, chiến tranh quân phạt, 8 năm kháng chiến, 4 năm nội chiến. Tôi đã chứng kiến chiến loạn trăm năm của Trung Quốc, nhiều cảnh đời thay đổi, thần được thế gian hồng trần, khiến ông không thể không nghĩ, khiến ông không thể không làm. Khổ à, khổ à. Không khổ, không phải đời người mà. Nói như vậy, tôi không có đời người, tôi sống uổng một đời người. Ông cũng không sống uổng, không phải ông đã trồng nhiều cây như vậy sao? Còn trông coi núi sông nhiều năm như vậy rồi. Cái này thì có là cái gì? Núi là núi, sông là sông. Đúng mà. Đúng vậy. Người lần đầu nhìn thấy núi và sông sẽ nói rằng, ồ, đây chính là núi, đây chính là sông. Sau này thấy nhiều rồi, hắn sẽ không nghĩ như vậy nữa. Núi vốn có thiên biến vạn hóa, sông có vạn kiểu phong tình. Lúc này nhìn núi không phải là núi, nhìn sông cũng không phải là sông nữa. Sông núi này đều là tư tưởng của con người. Đợi khi đi khắp nghìn núi vạn sông, nhìn thấu những điều này mới phát hiện, thực ra núi vẫn là núi, sông vẫn là sông thôi, không có khác biệt gì. Lão Hòa Thượng, những lời này của ông là nói gì vậy? Tôi không có nói với ông nữa, tôi phải đi đây. Ăn cơm vẫn là ăn cơm, đi ngủ vẫn là đi ngủ. Đúng vậy. Ăn cơm vẫn là ăn cơm, đi ngủ vẫn là đi ngủ. Ở nhà tranh hay ở nhà lầu cũng là ở. Sư phụ! Sư phụ! Là các con hả? Sao các con lại đến chỗ này? Sư phụ! Từ sau khi vào kinh năm 52, chúng con không giờ khắc nào không nhớ đến sư phụ. Chỉ mong sư phụ ở Bắc Kinh làm xong việc sẽ về Dân Môn Tự. Không ngờ thầy lại đến đồi núi Quan Sơ này. Sống ở chỗ như vậy, chúng con làm đệ tử thật sự rất buồn sư phụ ạ. Ê, coi kìa, coi kìa, lại làm thái tục đồ có phải không? Hai ngày trước ta còn nói với lão già trồng cây kia, đi ngủ chính là đi ngủ, ngủ ở đâu thì cũng như nhau thôi.
Mau đứng dậy. Ở đây cũng không có gì để ngồi. Hay là cứ ngồi ở trên giường hoặc ở dưới đất vậy hả? Sư phụ hành đạo với Bồ Tát, nhưng vì Phật Pháp không thể không chú ý đến Pháp Thể. Lão nạp nghiệp nặng, nợ thế gian này quá nhiều rồi. Cuối cùng sống không ngàn tuổi cũng là sống uổng. Sống uổng không tính, còn có tội lỗi. Cho nên là một Phật sự cuối cùng để tiêu nghiệp chướng. Lúc ta mới đến đây, ở đây chỉ có 4 người xuất gia, định là dựng một nhà tranh lớn, mọi người cùng ở. Nhưng mới chưa được mấy ngày là có mấy chục người xuất gia đến, cho nên đã nhường ta một mình ở nhà tranh đơn giản này. Sống ở đây tốt, thanh tĩnh. Các con đến rồi thì ở lại vài ngày, cũng tiện giúp ta một tay. Sư phụ hà tất phải khách sáo như vậy? Chúng con ở lại làm việc không phải giúp ai, mà làm tốt phước cho mình. Được được, vậy bắt đầu ngày mai giúp ta làm việc đi ha. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Hôm nay chúng ta tương tụ cùng nhau, đây đều là duyên phận. Mọi người khôi phục đạo tràng dân cư, ngày sau vất vả các vị rồi. Trước mắt tu sửa chùa không có được nhiều cúng dường và quyên góp, toàn bộ đều dựa vào bản thân. Lão hòa thượng tướng mạo lạ, lông mày dài, râu cũng dài, không biết tâm Phật như thế nào, không biết thần thông mạnh không mạnh. Lão hòa thượng bình thường nhất, ăn khoai lang, uống canh cải, vạn sự tùy duyên đi khắp thiên hạ. Các vị đại chúng sư phụ, nhà tranh của ta đã dựng xong rồi. Hôm nay chúng ta tương tụ cùng nhau, nhờ chư vị phát tâm cùng ta dựng lại đạo tràng tổ sư. Hơn 5 năm nay vất vả cực nhọc, Trần Dư Tự xem như đã khôi phục lại được rồi. Chùa xây xong rồi, thế duyên của chúng ta cũng sắp tận rồi. Sư phụ, xin người bảo trọng pháp thể, cửu trú thế gian, quá độ hữu tình. Đã nói với các con bao nhiêu lần rồi, vẫn cứ nói lời phàm phu. Một người khi làm việc phải làm thật nghiêm túc. Sau khi làm xong rồi thì sẽ giống như thanh tre này, tất cả đều không. Các con xem nè, thanh tre này có thứ gì không? Tốt, việc hôm nay giống như việc hôm qua. Người cày ruộng thì đi cày ruộng, người trộn hồ xây gạch thì trộn hồ xây gạch, người lên núi lấy gỗ thì lên núi lấy gỗ, không được thiếu một ai. Chỉ có lão hòa thượng ta muốn làm biến, đi dạo một vòng giải tang. Lão hòa thượng, lão hòa thượng, sao lão chặt cây mà không nói với lão thụ thần ta một tiếng? Ông nhìn kỹ đi,
Cái cây này là tự tay tôi trồng mà. Ê, ê, thật là nhanh. Mới đó đã 5 năm rồi hen. Ê nè, để tôi chặt giúp lão. Được. Lão thụ thần à. Lão thụ thần, cảm ơn ông. Sau này có ngày gặp lại. Lão đi như vậy sao? Tài không đến, tài không đi, tôi có thể mang được gì? Cũng không để lại thứ gì cho tôi à. Được, tôi để cho ông một bài thơ. Thiếu tiểu ly trần, biệt cô hương. Thiên nhai dân thủy, lộ mang mang. Bách niên tuế nguyệt, thùy thùy láo. Kỷ độ thương tàn, đắc đắc dọc. Đang giao quần mê, đăng giác ngạn. Cảm từ di mệnh, nhập lư thang. Hôm nay ta mời các con đến là có một việc muốn căn dặn các con. Sau khi ta chết, các con hãy mang xương cốt ta nghiền thành tro, dùng dầu đường bột làm thành một viên nhỏ, quăng xuống dưới sông để cúng tộc thủy kết duyên, để thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của ta. Sư phụ, sư phụ, xin người dị pháp, cứu thế gian. Ta đã sống được 120 tuổi rồi, còn sống lâu gì nữa? Sống lâu sẽ làm mệt mọi người. Một đời ta đã chịu hết các gian nan, chỉ muốn giúp trồng nước, bảo tồn đạo tràng Phật tổ, giúp chùa chiền, thủ thanh quy đức tổ, giúp người xuất gia gìn giữ chiếc áo cà sa. Các con sau này nếu có ở tứ phương cũng phải kiên trì giữ gìn chiếc áo cà sa này. Làm sao mới có thể gìn giữ được mãi mãi? Chỉ một chữ thôi, đó chính là giới. Ngày 13 tháng 9 năm 1959, tông sư Phật môn Cận Đại Trung Quốc, Thiền Tông Thái Đẩu Hư Dân Trưởng Lão viên tịch ở núi Dân Cư Giang Tây. Đi hết lịch trình cuộc đời 120 năm của ông, Hư Dân Trưởng Lão một đời đi khắp đạo tràng, xây dựng lại 6 đại danh chùa cổ, kế thừa mở mang Quan Đại Tông Môn. Một mình ông gánh vác 5 pháp mạch của Thiền Tông Trung Quốc. Đệ tử môn đồ của ông có đến 100 vạn người. Họ rải rác khắp nơi trên thế giới, hội thành một con sông Thiền Tông Trung Quốc cuồn cuộn không ngừng.
Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô